Tiếp theo em có về một chiếc pin năng lượng của Citizen nữa. Chiếc này là hàng đã qua sử dụng. Còn cả hộp các bác nhé. BM6661-57A là mã của chiếc này. Hàng lướt đẹp. Pin EcoDrive. Chiếc này phải đến tầm trên 95%. Kính không xước, dây cũng còn rất đẹp. Gần như chưa có vết xước nào. Thoải mái để các bác đeo. Size 38. Dày 9,7. Lắc ở đây em đo được khoảng tầm 45. Là nó sẽ hợp với anh em tay vừa tay nhỏ. Khoảng 14.5 đến khoảng 16.5 là đeo rất đẹp chiếc này. Mặt chiếc này thì nó sẽ có màu silver, màu bạc. Và chúng ta sẽ có bạc kim một lịch. Chiếc này là made in Japan này các bạn. Máy E111. Có dạ quang ở trên thân kim giờ kim phút này. Đó, các chấm là đầu 12 bộ cọc số thì đều có dạ quang để các bác dùng. Mặt kính khoáng cứng các bác nhé. Kính khoáng cứng chống xước của Citizen. Núm chỉnh giờ không có logo. Siêu đáy ở mặt sau thì vẫn còn. Máy E111 pin năng lượng chống nước 100m. Made in Japan, thân thép không gì. Dây thép đúc đặc và khóa nó sẽ có logo của Citizen. Xe 38 khá là dễ đeo. Đó. Các bác nào mà đang yêu thích chiếc này thì đồng hồ Quân Lâm đang có một chiếc. Và khi mà gửi đến tay các bác thì bên em sẽ gửi kèm đầy đủ cả hộp của nó. 2.550.000. Mã 7207-2550. Ahem.